Dạ kính bạch chư tôn đức ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày thứ bảy 17 tháng 12 năm 2022. Đầy đủ duyên lành chúng ta được vân tập về tu viện ngày mới tại Plain City, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ để có hai ngày tu học với nhau. Hồi sáng nay Pháp Hòa đã chia sẻ bài pháp thoại bằng tiếng Anh. Và theo chương trình thì trưa nay chúng ta sẽ có buổi pháp thoại bằng tiếng Việt. Đại chúng sáng giờ có khỏe không? Hồi nãy ăn cơm có ngon không? Ngon thì có ngon mà giờ không có ngủ nha. Nếu mà ngủ nữa cái đọc ngược là kêu ngủ ngon á. Ăn ngon nhưng mà ngủ ngon mà giờ là không được ngủ. Mặc dù em nói rất buồn ngủ. Thế đại chúng cũng xin sám hối với đại chúng là hồi nãy Pháp Hòa sau khi buổi pháp thoại thì lại có công việc phải đi. Thì có hứa với một gia đình giúp cho người ta có chút việc, cho nên đi liền rồi cũng phải quay lại liền. Tại vì mình biết mình có chương trình cũng trễ hơn 30 phút. Nhưng mà nhờ vậy thì đại chúng được entertainment, nghe nhạc. Nhạc á, là thường thì mình có quan điểm là chùa là không được hát hò, tu là không được hò hát. Nhưng mà xin thưa là ngày xưa đó, khi mà Đức Thế Tôn nói pháp xong thì chư thiên cũng tấu nhạc cúng dường. Mà những cái nhạc đó nó để nói lên cái tấm lòng vui mừng, hoan hỷ khi mình nghe một bài pháp. Trong lòng mình hoan hỷ, mình vui cũng là một khúc nhạc. Thì bây giờ mình thể hiện cái niềm vui tu tập qua những cái lời nhạc, nhưng mà nó không ngoài đạo. Những cái ý nghĩa nhiều khi mình ngồi mình giảng mà người ta chưa thấm bằng, người ta nghe, có thể người ta nghe một quãng nhạc. Ví dụ như nãy anh ca sĩ hát cái bài Chiếc Áo Lam vậy đó, nó định nghĩa cái áo lam để làm gì. Rồi từ đó rồi chúng ta thích một hai câu trong đó để chúng ta làm cái định nghĩa của chiếc áo lam mình mặc. Đại khái là như vậy. Cho nên đại chúng cũng nhẹ nhàng. Mình tu thì phải có vui. Thì không có vui thì tu không có nổi. Mà cái chữ vui á, nó có hai loại. Khi mà mình nói chuyện mình cười, mình làm một cái gì vui nhộn để rồi chúng ta giải tỏa một cái khổ đau, một cái khung cảnh nó căng thẳng quá, thì chúng ta gọi là hoan hỷ. Nhưng mà sau một cái nụ cười thoải mái hoan hỷ đó thì chúng ta nhận được những cái message, những cái lời dạy nó sâu sắc sau một trận cười đó. Thì cái lúc đó nó gọi là an lạc. Khi mà mình tu tập á, yên lắng một mình thì cái đó là lạc chứ không phải hỷ. Lạc là một niềm vui tận ở bên trong, nó vui ra. Ví dụ ban đêm mình ngồi trong phòng mình đọc kinh, hay là mình đọc một quyển sách mà có những lời trong đó nó hay, mà mình thấu đáo, hoan hỷ, nhưng mà đâu có hoan hỷ với ai. Nhưng mà có trong cái hoan hỷ đó là có cái niềm tịnh lạc. Cái lạc là cái niềm vui nhẹ nhàng từ bên trong. Còn mình cười thoải mái là mình hoan hỷ. Cho nên Đức Di Lặc Bồ Tát mà ở cái tượng Di Lặc đó, là nụ cười đó là nụ cười hoan hỷ, phải không? Còn nụ cười của Phật Di Đà, nụ cười Phật Thích Ca, nụ cười Bồ Tát Quan Âm vân, đó là nụ cười an lạc. Tại vì cười mỉm thôi. Cũng giống như mình ngồi thiền vậy đó, phải không? Mình ngồi thiền, mình quý vị ngồi thiền là phải nhớ là một trong những cái tư cách, cái cách mình ngồi, ngồi cho đúng ha, ngồi lưng thẳng, ngồi lỏng hai vai, rồi tay mình để sao, rồi đầu mình phải chỉnh sao, nhưng không có quên cái mặt của mình, cái đầu, cái thân, cái chân của mình rồi thì phải nhớ đến cái sắc diện của mình, nó phải tươi. Tại vì chính cái giây phút tươi đó, nó tươi mà tươi nhẹ nhàng đó, nó biểu lộ cái trạng thái an lạc. Và chính cái trạng thái an lạc nó điều chỉnh cái thân tướng của mình hết. Cho nên ngồi thiền là một hình thức sửa sắc đẹp, nhưng mà sửa rất tự nhiên. Quý vị để ý rồi, quý vị tu tập, quý vị sẽ thấy mình ngồi một thời gian là tự nhiên cái thân tâm mình nó nhẹ đó, cái thân mình nó nhẹ đó, thư thái đó,
có nó biểu lộ lên cái nét mặt thư thái. Có buồn phiền, có giận dữ, nhưng nó không có bao giờ mà nó mình đối với những cái chuyện đó, nó bình thản lắm, rồi nó nhẹ nhàng. Cho cái người mà người ta có tu tập, có thiền quán thì từ từ mình sẽ thấy được cái an lạc của người ta. Mà chính cái người tu á, mà mình thấy có cái kết quả như vậy thì mình mới tu nữa, chứ nếu tu hoài mà không có kết quả tu chi, không? Còn nếu mình đi chùa cũng vậy, mình tu tập mà mình thấy sao mình tu mấy chục năm mình cũng nghe pháp dữ dội lắm mà sao mình không có thay đổi gì, mình càng ngày càng tệ hơn là mình biết không phải pháp dở mà tại mình đầu hũ nó không thấm. Ta kêu đầu hũ thấm mà mình không thấm. Cũng giống vì vậy cho nên á, nghe pháp nhưng mà cũng phải thấm pháp. Giống như đậu hũ ngâm tương thì nước tương nó phải thấm. Mình làm đậu hũ muối xả, muốn cho miếng đậu hũ nó mặn vừa ngon, mình sát muối thường thì nó chỗ mặn chỗ lạt nó không ngon. Mình phải pha nước muối rồi mình ngâm cái đậu hũ đó đi, ngâm một đêm rồi ngày mai mình vớt ra thì mình chiên lên cái miếng đậu hũ nó vừa vàng, nó giòn mà cái độ mặn của nó đều ở trong cái miếng đậu hũ, mình ăn nó béo nó ngon. Còn mình trộn muối ớt xả rồi mình sát vô mình muối như thường lệ vậy đó thì mình chiên đậu hũ chỗ mặn chỗ lạt nó ngon. Mà muốn ngon thì phải pha nước muối, pha rồi mình ngâm đậu hũ vô đó, xong rồi mình vớt ra mình để ráo mình chiên thì miếng đậu hũ nó rất giòn rất ngon. Rồi sau đó mình mới xào xả mình ớt gì đó rồi mình để lên sao thì thứ nhất nó không bị cháy đậu, phải không? Mà đậu hũ nó mặn vừa đều. Thành thử tu tập nó cũng vậy, nó có cái công thức của nó và nó có cái nhẹ nhàng của nó. Cho nên á, ai cũng cần phải vượt qua những cái khổ đau trong cuộc sống, những cái khó khăn trong cuộc sống này. Nhưng mà đôi khi chúng ta muốn vượt cái chúng ta làm gì? Chúng ta tranh giành. Thí dụ mình muốn vượt cái đèn đỏ đó là phải sao? Phải ráng mà làm sao vượt nó. Mình muốn giành chỗ đi thì mình phải vượt nó. Trong cuộc sống này ai cũng muốn vượt hết, mà cái cách vượt của mình là toàn là giành giật, phải không? Nó không có thể hiện được như Đức Phật là thiện thể. Đức Phật là đấng thiện thể. Thiện thể là gì? Là người khéo vượt. Chứ Đức Phật cũng đâu có, Phật là một con người giác ngộ. Nhưng mà cái giác ngộ của Ngài cũng đâu phải tự nhiên Ngài giác ngộ đâu. Ngài cũng phải chịu khó vượt qua tất cả mọi cám dỗ, mọi muộn phiền, mọi khổ đau để có được sự giác ngộ. Nhưng mà cái vượt của Ngài nó khéo lắm. Nó không giống như mình. Mình muốn nội cái chuyện mà mình muốn đi ăn cơm trước thôi, mình cũng phải lấn người ta rang bên vậy đó. Không, mình muốn được cái chỗ ngồi tốt thì mình cũng phải lấn người này lấn người kia. Còn cái khéo ở đây là gì? Mình biết uyển chuyển, mình biết tùy thuận, mà mình biết thật ra mình vượt, cuối cùng mình vượt hơn được một người, nhưng mình vẫn behind. Mình vẫn phía sau rất là nhiều người. Cho nên cái tu tập á, là làm sao chúng ta có đủ cái khả năng, cái tuệ giác, cái quán chiếu để chúng ta vượt tất cả. Chữ vượt này nghĩa là gì? Chúng ta siêu việt nó. Thậm chí không cần làm gì nữa, ngồi yên chỗ mà nó giải quyết hết. Cho nên á, Đạo Phật á, dùng cái từ là việt. Ở đây không biết có ai lại ngủ Bách Danh Quán Âm á. Trong đó có một danh hiệu Đức Quán Âm á. Việt khổ hải. Chữ việt là vượt tất cả những biển khổ. Mà nếu không khéo là mình đi tới đâu là gặp biển tới đó. Ăn cái mình khổ theo ăn, mặc mình khổ theo mặc, sống mình khổ theo sống. Cho nên mình không vượt được tất cả mọi cái biển nào hết. Biển nào mình cũng khổ hết. Thành ra kêu là biển khổ. Nhưng mà biển nó có khổ mà mình khéo vượt, và mình vẫn tự tại ung dung đi trên cái biển đó. Quý vị thấy Đức Tổ Đạt Ma, người ta vẽ cái hình Ngài đi trên cái nhánh cây không? Ở các chùa hay thờ phía sau nhà Phật Phật á, các Tổ Đạt Ma quẩy một chiếc dép rồi đi trên một cái nhánh cây ở trên biển đó. Cái hình đó là người ta vẽ. Ta vẽ lên để nói lên cái gì? Biển đó là cõi đời này nè. Nhưng mà cái người tu á, ông thầy hay là tổ tượng trưng cho người giải thoát, đi trên cái cây là gì? Cái cây là một phương tiện, một nhánh cây thôi, nhưng mà nhẹ nhàng vẫn đi lướt được trên cái gì? Cái biển đó. Mà ở trên vai Ngài quẩy cái gì? Quẩy một chiếc dép. Sao không quẩy một đôi mà quẩy một chiếc?
Nhớ có một lần có mình trong một cái buổi khóa tu, cái mình đặt câu hỏi, cái con đứa nó giơ tay, nó nói dạ con biết, tại vì ngài bị mất hình chiếc. Tại sao không quẩy hai? Quẩy hai tức là có đối đãi, không trái phải. Mình bị nhị nguyên đó, tức là hễ trắng đen, phải trái, sai quấy thị phi đủ thứ. Nhưng mà ngài chỉ có một chiếc là gì? Tượng trưng cho sự trở về cái một. Mà chỉ khi nào cái tâm mình chỉ nhất như một thứ thì mình mới vượt tất cả mọi cái biển khổ nhẹ nhàng như đi trên một chiếc nhánh thôi. Cho nên nội cái hình tổ của Đạt Ma thôi cũng giảng giải cho chúng ta một cái phương pháp tu tập. Nhưng mà tại sao các ngài không giải thích? Bởi vì tu tập là chúng ta dùng cái tuệ giác của mình quán chiếu để mình nhận ra được, nhận ra được cái ý vị đó. Mà khi mình nhận ra được cái ý vị đó đó thì mình có một niềm vui thoải mái, tại vì đây chính là mình giác ngộ. Không phải do người khác nói cho mình nghe. Người khác nói cho mình nghe thì nó thuộc về tri thức, phải không? Còn mình tự nhận ra được đó gọi là trí tuệ. Hai cái nó khác. Người khác giải thích cho mình nghe là trí thức. Còn cái gì mình do tu tập, mình tư duy, mình quán chiếu, mình vỡ lẽ ra được thì cái đó gọi là gì? Trí tuệ. Cho nên bên thiền tông người ta cũng có một cái pháp tu gọi là thiền công án, quán thoại đầu. Người ta đi kiếm một câu nói gì đó, người ta lúc nào người ta cũng lẩn quẩn với nó, người ta chưa tìm ra được câu giải đáp, nhưng mà ta lúc nào người ta cũng sống với nó, thì nó trở thành ra một cái đề mục để cái tâm người ta chú vô đó. Mà khi người tâm người ta chú vô đó thì ta còn nghĩ chuyện khác không? Vậy có phải là một cái thuật để mà kéo người ta về chánh niệm không? Đó là một cái cách. Thay vì cho người ta bị tán tâm thì chú tâm vào đó. Cũng giống như mình ngồi thiền, mình lấy hơi thở vậy đó, là lấy hơi thở làm chuẩn. Hít vô biết đây là hơi thở vào, thở ra biết đây là hơi thở ra, phải không? Rồi cái bắt đầu mình một thời gian mình thuần thục, rồi bắt đầu mình phối hợp nữa để cho cái năng lượng an lành trong khi mình ngồi thiền nó tăng trưởng. Hít vào, thân tôi tĩnh lặng. Thở ra, tâm tôi nhẹ nhàng. Mình tưới cái thân mình những cái tư tưởng mà tích cực đó, nó làm cho thân tâm của mình nhẹ nhàng. Mà nếu mình có nghĩ vọng gì đi nữa, nhưng mà nó cũng lẫn quẩn nhiêu đó thôi, cũng là vấn đề thân an, tâm tịnh. Rồi quý vị nào lớn tuổi mà thường tu niệm Phật, hay tất cả những ai thường niệm Phật, thì phối hợp câu niệm Phật với hơi thở đó. Hít vào A-di, thở ra Đà Phật. Hít vào A-di. Nhưng mình hít vào thở ra là theo cái hơi thở của mình, chứ không phải mình tự động mình ngồi mình hít nha. Không phải mình hít vô cái thở ra Đà Phật lát mình đi luôn á. Tại vì nó mệt quá, nó đứt thôi. Hỏi sao vậy? Nó Phật rước rồi. Niệm Phật hay quá, Phật rước rồi, đứt hơi chết. Thả lỏng hơi thở. Và mình tùy theo cái lá phổi mình, tùy theo hơi thở mình ngắn, dài, nhanh, chậm, sâu, cạn, mà mình thở theo hơi thở. Bất quá bây giờ là mình phối theo, phối cái tiếng niệm Phật, phối cái câu mà thân tâm của mình. Thở vào, thân tôi an. Thở ra, tâm tôi tịnh. Thở vào, thở ra, nhẹ nhàng như vậy. Thì khi mà mình có một cái đề mục mình quán chiếu như vậy, tâm tư mình nó trong sáng như vậy á, thì tất cả mọi sự mọi việc gì nó đến với mình đều có cái cách mình suy nghĩ cho nó thông hết đó. Thì cái đó gọi là gì? Vượt là việc. Nói đơn giản nữa là siêu. Cho nên tại sao phải cầu siêu? Cầu siêu nghĩa là muốn cho người đó vượt. Chữ siêu là vượt. Rồi hễ mà cầu, người ta mà nói là cầu siêu xong rồi ai chết cũng muốn vãng gì? Vãng sanh. Vãng sanh. Con vị mới trả lời vãng lai. Cũng được. Vãng gì cũng được. Đừng vãng cảnh được.
Chữ vãn là gì? Chữ vãn nghĩa là đi tới. Đi tới một cái nơi nào đó gọi là vãn. Thí dụ như mình đi xem cảnh kêu là vãn cảnh. Mình đi tới chỗ kêu kêu là vãn lai. Thì bây giờ mình qua một cái đời sống mới thì gọi là vãn sanh. Đời sống trước kia của mình khổ đau, phiền não. Bây giờ khổ, mình vẫn ở trong cái hoàn cảnh đó, nhưng không có còn khổ đau, phiền não nữa. Vậy thì gọi là vãn sanh. Mình vượt thôi. Nghĩa là quan trọng là mình siêu việt cái tâm tư của mình, chứ không phải là mình đổi cái chỗ ở. Nếu mình đổi chỗ ở mà mình chưa đổi cái cách nhìn, đổi cái cách sống, nó giống nhau. Ví dụ mình ở cái nhà này nó bê bối quá, rồi mình đi mua một cái nhà mới toanh, sạch trơn, rồi vô ở có 1 tháng rồi nó bừa bãi từ trên xuống dưới y như cái nhà cũ. Bởi vì cái cách sống của mình là nó bừa bãi. Thành thử mình đi tới đâu cho dù nó sạch đẹp cỡ nào, rốt cuộc thì mình trở lại cái bừa bãi đó, vì mình chưa chuyển được cái cách sống bừa bãi của mình. Nhưng ngược lại, nếu mình là cái người có cái tánh tình, cái cách thức dọn dẹp sạch sẽ, đống rác mình cũng làm nên chỗ đẹp nữa. Bằng chứng là cái nhà thờ này, bằng chứng là cái nơi chốn này, phải không? Cho nên thưa đại chúng, quý vị phải lưu tâm cái này. Tịnh độ được làm bằng từ uế độ. Không có một tịnh độ nào mà không phải work hard. Không có tịnh độ nào mà không phải làm việc cho tốt để mà trở thành tịnh độ. Quý vị thấy Phật Di Đà không? Pháp Tạng Tỳ Kheo đó, muốn có được cảnh giới tịnh độ để tiếp rước chúng sanh, ngài phải phát tới 48 nguyện, rồi tu hành vô lượng kiếp mới có được tịnh độ chứ. Chứ đâu phải bình thường. Thành ra mình phải nhìn vô, mình thấy rằng Đức Phật Di Đà mà ngày nay có được cõi tịnh độ mà chúng sanh nào cũng muốn về đó, ngài cũng phải work hard. Ngài cũng phải làm việc, ngài phải phát nguyện, ngài muốn kiến tạo cái cảnh giới đó. Tâm ngài phải phát và muốn kiến tạo mới được. Chúng ta cũng vậy thôi. Nếu mà mình không có nỗ lực, không có tinh chuyên, không có phát nguyện, thì dù cái chỗ đó là tịnh độ, mình làm hồi nó cũng thành ra uế độ. Còn nếu mình có phát nguyện tinh chuyên rồi thì uế độ cũng biến thành ra tịnh độ. Cho nên á, càng ngày á, mình tu á, mình càng sáng cái lý ra, sáng cái lý và ngộ cái đạo ra, thì mình thấy rằng Phật giáo, Phật Pháp càng ngày càng đúng với cái nghĩa là Phật Pháp bất ly thế gian. Phật Pháp không có rời thế gian mà có được, phải tìm ngay trong thế gian này. Quý vị thấy không? Một sư cô ở đây là người chánh, rồi á, nghĩa là do cái phát nguyện, cái chánh báo tự mình phát nguyện, thì những người nào có cùng tâm cùng nguyện với mình y báo nương vô cái đó, phải không? Để về đây rồi từ một cái mảnh đất khô cằn, một cái ngôi nhà thờ cũ dơ, nói ra là họ nói rồi mà, họ nói là nếu mà cái nhà thờ này mà không ai mua, họ sẽ dược sập, tại vì không thể sử dụng được nữa. Vậy mà sư cô sang lại chỗ này rồi là chỉ giữ lại cái sườn, rồi sơn phết lại, rồi làm lại, mà ngày nay có được một chỗ như vậy. Quý vị thấy không? Đức Phật Di Đà phải đứng làm giáo chủ, đứng làm cái chủ chốt cho cái nguyện đó. Rồi Quan Âm Thế Chí mới tùy theo cái nguyện đó mà phò. Nó không có ở đâu xa, ngay đây nè. Việc gì trong đời sống chúng ta phải có một người phát nguyện lãnh đạo, đứng lên làm cái việc đó, rồi những người khác phò theo để kiến tạo tịnh độ. Mà muốn tịnh độ như vậy, không thể tự động tịnh độ nó có. Chúng sanh mình cũng thế. Cái tâm mình nó tịnh không phải tự nhiên, mà mình cũng phải trải qua một quá trình phát nguyện và tu tập để nó thanh lọc, nó dọn sạch cái chỗ đó mới được. Có tâm người nào mà mới đầu là tịnh liền đâu. Mới trời ơi, mình mới ngồi thiền có khổ dữ lắm, nghĩ tùm lum hết trơn. Rồi đã dậy rồi chân nó đau, lưng nó mỏi, rồi nó bị những cái chướng bên ngoài. Bình thường mình không có thấy gì hết trơn, mà sao vừa vô ngồi cái bắt đầu ngứa tay, ngứa mặt, giống như con gì nó bò, thí dụ vậy á, đó không? Cái đó gọi là trạo cử. Rồi bình thường mình ngồi, mình đi chơi, mình không có gì hết trơn á, mà hãy vô ngồi thiền tụng kinh, cái bắt đầu nó liêm diêm, nó buồn ngủ. Cái đó gọi là hôn trầm,
không? Rồi hễ mà tới giờ ngồi thiền cái bắt đầu người sao nó mỏi mệt quá, giờ này đi nằm chắc sướng hơn. Chắc mình đi thiền nằm quá. Thiền ngồi khổ quá, đi thiền nằm. Cái đó gọi là giả dưỡi. Rồi gì nữa? Ngồi xuống nghĩ bậy. À, gần đây có nhiều Phật tử viết thơ, viết email: thầy ơi, bây giờ con làm sao, mỗi lần con thấy Phật là con nghĩ tầm bậy, con thấy hình ảnh quý thầy chư tăng là con nghĩ bậy, không biết con có tội không? Không có tội gì hết. Nhưng mà cái đó là gì? Nó là cái chướng ngại của mình. Trong kinh gọi cái đó là phóng dật, nghĩa là buông lung, tán loạn. Chúng ta tu hành nó có 5 cái chướng của mình. 1, buồn ngủ, mơ mơ màng màng, gọi là gì? Hôn trầm. Ngồi á, bình thường thôi mà ngồi bắt đầu này đi, phóng tâm, rồi lăng xăng, trạo cử, bất tín. Hồi xưa mình cũng tin Phật lắm, tự nhiên càng ngày mình càng không có niềm tin. Rồi mình lại nghe người ta bài bác cái này, nghe người ta nói cái kiểu kia, làm cho mình càng mất niềm tin hơn. Nhớ mấy cái đó là mấy cái chướng mình hết. Mình không vượt được là mình bị 5 cái đó nó lui mình hết. Cái đó kêu là ngũ cái. Ngũ cái là gì? Chữ cái là ngăn che, chứ không phải là con gái. Rồi hỏi thôi, bây giờ con bị ngũ cái chứ con tu để thành ngũ đực. Chữ cái là ngăn che mình. Hôn trầm, giải đãi, bất tín, phóng dật, trạo cử. Có khi thì người thêm vô chữ nghi ngờ, tùy theo, thấy không? Tùy theo những cái hoàn cảnh, cái tâm tư của mình. Vì vậy cho nên mình phải có một cái lập tâm, cái phát nguyện. Làm việc gì mình phải khởi xướng, khởi cái tâm lên. Thì cái tâm mình khởi lên, cái phát nguyện đó, nó giống như cái leader vậy đó. Một cái người hướng dẫn trong một cái công việc làm, tất cả mọi người sẽ theo cái leader đó mà làm. Có công trình nào mà làm mà không có leader không? Trong cái team làm việc 5 người phải có một leader, phải không? Trong mình đi làm trong hãng ấy, rồi mình phải học cái cách làm sao mà làm việc với lại một cái teamwork đó. Thành thử ra ở đây mà đi làm mà trong những công ty mà có những cái trường hợp mà phải chia như vậy là mình phải học cái cách hết. Học cái cách của cái người leader, học cái cách làm việc chung. Thì từ đó mình mới thấy rõ rằng trong cái đời sống của chúng ta, cái tâm phát nguyện của mình chính là cái leader. Và những cái tâm tư mà nó đi theo đó, nó làm việc đó đó, nó là cái phụ tùng, nó là cái y báo. Còn mình vẫn là cái chánh báo. Nhưng chúng ta có chánh niệm thì chúng ta trở thành một người leader tốt, hướng dẫn tâm mình đến cái chỗ thiền lành. Nhưng cũng người y như vậy, cũng có một cái leader negative, không tốt, bất thiện. Nó hướng dẫn mình rồi mình sẽ sống theo nó. Cho nên á, phiền não nó cũng có nè. Nếu mình vừa khởi một cái phiền não chánh mà lên á, là phiền não phụ thuộc nó đi theo. Thì cái phiền não chánh mà khởi gọi là căn bản phiền não. Còn những cái phiền não li ti nó đi theo đó gọi là chi mạc, cành nhánh. Căn bản là cái cây, còn những cái phụ thuộc là cành nhánh. Ví dụ mình giận một người nào đó là cái chánh. Giận cái người đó xong rồi, bây giờ bắt đầu những cái phụ thuộc này nha. Cái tướng đó đi cũng thấy ghét, tiếng tụng kinh thấy ghê mà tụng hoài. Mình không ưa rồi thì chi mạc nó mọc, phải không? Những cái chi mạc nó mọc. Bình thường á, người đó tới chùa mình gặp đâu mình trời ơi vô đây ăn uống, rồi bữa nay tự nhiên gặp nó đâu có làm gì đâu, tới nó ăn không à. Cái chi mạc đó mọc. Cái căn bản phiền não là cái gốc. Rồi cái gì nó làm cho cái căn bản này mỗi ngày nó mỗi tăng trưởng? Cái li ti đó. Cho nên tâm nó cũng có tâm vương tâm sở vậy đó. Hễ mà tâm vương mà vừa sướng thì tâm sở nó đi theo, có những cái nhỏ nhỏ nó đi theo. Thiện hay là bất thiện nó giống nhau hết. Thì cũng giống như lời nói, hễ lời nói có chánh niệm thì lời nói có ái ngữ, lời nói không chánh niệm là lời nói gây khổ đau. Cũng vậy, nếu chúng ta biết nghe trong chánh niệm thì chúng ta nghe để thẩm thấu, để hiểu và để cảm thông, để thương yêu một con người. Nhưng mà nếu chúng ta nghe không có cảm thông, không có thẩm thấu thì chúng ta nghe để bực bội, để phiền não, mà xấu hơn nữa là để chỉ trích,
để mà đủ đề tài để nói xấu về ai đó. Cho nên tùy theo cái cách quán chiếu và tu tập của chúng ta. Ở trong những cái lời dạy mà còn giữ lại thì trong đó có một bài kinh rất là căn bản, đó là cái bài kinh diệt trừ phiền giận. Đúng cái bài kinh là kinh diệt trừ phiền giận thôi. Bài kinh này không phải do Phật nói mà do đệ tử của Ngài, đó là Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất là một vị tỳ kheo, một vị trưởng lão trong tăng đoàn thời Đức Phật. Và Ngài đủ khả năng thay thế cho Đức Phật để nhắc nhở các huynh đệ của mình trên con đường tu tập. Và sau này bài kinh đó được dịch và đặt cái tên rõ ràng hơn là Năm Phương Pháp Diệt Trừ Phiền Giận. Nghĩa là ai cũng có phiền và có giận đó. Phiền thì chưa đến nỗi giận, nhưng mà phiền hoài thì sẽ giận. Thí dụ như phiền não là gì? Phiền là buồn, não là rầu, buồn rầu kêu phiền não đó. Thì mình cũng vậy, mình trách người này, trách người kia, trách lâu ngày nó mới thành giận. Cho nên vợ chồng mới đầu lâu làm gì đâu giận, cứ phiền thôi, trách thôi. Phiền thì phải có trách, mà hãy trách bắt đầu sanh ra giận. Đó, đi về để đôi dài về đó, phiền đó. Rồi cái ngày nào mình cũng một cái topic đó mà người đó không thay đổi, bắt đầu giận. Riết rồi ghét tôi đâu có thèm nói. Cái ghét tôi không thèm nói là giận đó. Đúng không? Không nhìn thấy mặt luôn là giận rồi đó. Lúc đầu phiền thôi. Sao không để đôi giày lên? Ăn chẳng chịu rửa chén. Rồi cái người đó, tại vì cái mình, cái cách người ta đang dạy rồi, mà cái cách mình nói nữa, cái nó cũng tương đồng, bất quá là nó khác kiểu thôi. Cái cách mình nói nghe không được, cái cách hành xử người kia coi không xong. Cho nên hai người mỗi kiểu, cái là phiền. Rồi cái người kia nói, con cái lì mà cũng nói hoài, phiền quá. Thì người ta không thấy cái chuyện đó là big deal. Để cái ly trong sinh là chuyện to. Mình thì bực bội, cái nhỏ không chịu dọn cho nên mình phiền. Cái người kia không thấy nó là chuyện lớn cho nên người ta xa va. Người ta bình thường, người ta không thấy phiền. Cho nên do cái nhìn của người ta thôi. Chứ cuộc sống này á, là nếu mà mọi người đều nhìn cái đó mà chuyển hóa thì nó khác lắm. Thí dụ mình, người ta đi vô chỗ đó, người ta để đôi giày đó, mình thấy không được, nhưng mà người ta thấy được. Ta thấy được ta mới để chứ. Thí dụ như thế, đó, coi làm vậy mà coi được á? Dạ tôi thấy được. Hồi nhỏ ở chùa á, Pháp Hòa có mấy chú đệ tử, mà cái kiểu người Việt Nam mình á, mà gia đình mà đang bận rộn có chuyện á, mà con cái nó tới nó hỏi này hỏi kia nó xin á, là mình bực, cái bắt đầu mình nói lẫy. Mà cái kiểu người Việt Nam mà sống hồi nhỏ, sống từ nhỏ Việt Nam, là mình hiểu được cái cách nói lẫy của cha mẹ. Con nít ở đây nó biết, nó đâu có biết chuyện đó. Trời ơi, chùa bận rộn vậy đó, làm không kịp mà thiếu người, nó chạy vô nói thầy, mấy tụi con ra ngoài chơi đá banh được không? Cái mình lẫy mình nói, con coi làm được, con làm, dạ con làm được. Con làm được. Rồi xách chai bình nó đi chơi, cái bắt đầu mình ói, trong này mình ói máu. Nó nói vậy mà mình cũng đi, là tại vì mình nói lẫy, là tại mình phiền mình nói lẫy. Nhưng nó rất là innocent, nó hỏi một câu hỏi rất bình thường, cho cái nhìn của nó, cái nhận của nó rất đơn giản. Cho nên trong cuộc sống quý vị thấy rõ, nhiều khi mình thấy cái chuyện nó nhỏ quá mà tại sao lại, nhưng mà đối với cái người kỹ lưỡng ngăn nắp, người ta cho cái chuyện đó là cái chuyện không được. Cái nhỏ mà không dọn là thành cái lớn, thấy không? Rồi bắt đầu mình la làng. Còn cái người kia nói mình phiền quá, chuyện chút mà cứ tùm lum nói hoài, người ta không thèm làm. Thành cuộc sống á, cuộc sống của chúng ta là phiền não nó có mặt là tại vì mỗi người cứ thấy, một người thì thấy nó biết điều, còn người không thấy nó là một cái biết điều, một cái chuyện lớn. Rồi hai bên thấy nó không đồng, cho nên rồi nó thành ra chuyện lớn. Một người thì thích cằn nhằn, một người thì không thích cằn nhằn. Và mình nghĩ rằng á, mình cằn nhằn là mình quan tâm, nhưng người kia rằng không thấy sự cằn nhằn của mình là quan tâm, mà là phiền hà, mà là nhỏ nhặt, rồi tự động có những cái biến cố lẽ ra không có cần thiết phải như vậy. Cho nên đại chúng để ý cái đó, rồi chúng ta sẽ thấy tại sao thật ra ai cũng có cái giận, cái hờn trong lòng cả. Nhưng mình tu tập á,
là mình để biến, làm sao tăng trưởng cái nhìn của mình để mình thấy mọi sự việc. Nhiều khi mình phải đặt mình vào cái vị trí người đó mình cảm thông. Ví dụ như mình là chồng, đàn ông thì cái tánh không có li ti, thì mình hay nhỏ nhặt ở mấy cái chuyện để đôi giày, máng cái áo, rửa cái ly úp lên. Mình thấy mấy chuyện nó nhỏ quá. Nhưng mà người vợ, người mẹ, người nữ, người ta ngăn nắp, thì người ta lúc nào cũng muốn mọi việc nó phải gọn gàng. Nhiều khi chồng mà hay trách vợ kiểu đó, cũng phải đặt mình vào vị trí đó. Nếu thử bây giờ mình không có vợ ở nhà, mình phải handle, mình phải làm hết đi, chắc mình cũng phải như vậy. Đôi khi trong cuộc sống á, mình phải đặt mình vào cái vị trí của người đó để mình hiểu tại sao người đó phải như vậy. Rồi ngược lại, người vợ cũng đặt mình vào cái vị trí kia, rồi cùng nhau ngồi xuống để có cái cảm. Khi mình cảm được cái đó rồi, khi mình thông cho nhau. Nhưng mà cảm thông rồi không phải để đó à. Rồi bắt đầu cùng nhau chuyển hóa tiến lên. Nhưng mà trước hết phải cảm thông cho nhau. Cho nên đây, tôi rất là thông cảm. Tại sao em làm như vậy? Tại sao anh nói như vậy? Tại sao anh làm thế kia? Nhưng mà thôi, mình đã sống chung thì mình phải chấp nhận. Và có những cái mình cần phải nói cho nhau nghe để cùng nhau chuyển hóa. Cho nên trong cái bài tụng không, về nương tăng trong con, xin nguyện cho mọi người thể nhận được cái thể tánh để mà nhiếp hóa được muôn loài. Mà trong cái chữ Hán mình tụng là thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Mình không hội nhập một mình vào cái đại chúng đó thì làm sao tới cái chỗ thống nhất được. Mình cứ riêng lẻ một góc trời không à. Trong một cái đại chúng, trong một chúng có bốn người mà ba người kia ta làm việc này, mình xé lẻ à. Mà ngày nào cũng tụng thống lý đại chúng hết á, ba người người ta đồng thuận, bây giờ mình chỉ cần nhập vô được cái đó nữa, cái là nhất thiết vô ngại. Nhưng mình không làm được việc đó, tại vì những cái ngăn cản phiền não trong cuộc sống của chúng ta. Thì thầy Xá Lợi Phất, thầy thay thế cho Đức Phật, nhắc nhở huynh đệ của mình, trong cuộc sống chúng ta có những phương pháp để chuyển hóa. Bởi vì chúng ta có những phương pháp giận hờn, thì chúng ta cũng sẽ có những phương pháp chuyển hóa cái hờn giận. À, cái nồi nào thì nó đi với cái vung đó. Bệnh nào thì nó có thuốc đó. Bệnh giận cái nào thì nó sẽ có phương pháp chuyển hóa nó hết. Chứ không có gì, trong cuộc sống này không có cái gì mà bế tắc cả. Cái quan trọng là chúng ta biết ứng dụng phương thức để chúng ta mở nó không. Có nhiều khi Pháp Hòa kể chúng nghe cái chuyện đơn giản mà. Có nhiều lúc đi tới những cái nhà hay những cái chùa, người ta xài cái toilet nó hơi tối tân theo kiểu giờ là bấm nút không à. Mình thì quen cái kiếm cái cây gật nó xuống đó. Có nhiều bữa qua ở trong toilet nửa tiếng đồng hồ cũng ra, không biết chỗ nhấn. Cứ đi tới đi lui, nhìn trên nhìn dưới, nhìn phải nhìn quấy, nút nào cũng bấm mà sao nó không lên. Có bữa Pháp Hòa phải ở trong đó tới cuối cùng, Pháp Hòa phải mở cửa hé hé ra kêu thầy chú nào vô. Ta không biết cách xài. Tức là ý Pháp Hòa muốn nói là cái gì nó cũng có cái function của nó, cái nút của nó, mà tại mình không biết thôi. Nghĩa là trong cuộc sống này bất cứ một cái việc gì nó đều có những cái phương pháp để nó hóa giải hết. Cho nên mình mới học Phật Pháp đó. Có Phật Pháp là có phương pháp. Quý vị cứ nhớ câu đó vậy. Là Đức Phật dạy cho mình hết những cái công thức từ lớn tới nhỏ, từ cái cuộc sống hàng ngày. Cho nên có nhiều vị người ta cũng trách. Nhưng mà tại người ta trách là vì người ta không hiểu, chứ không phải người ta xấu. Chùa không có được làm đám cưới. Bộ chùa làm đám ma à? Chùa không có làm đám gì hết á. Nhưng mà đám gì tới chùa làm đó. Chùa không có treo bảng chùa tôi nhận dịch vụ. Đám cưới, đám hỏi, đám gì cũng không phải. Nhưng mà đây là một cái bệnh viện đa khoa. Ai bệnh gì tới, chúng tôi đều có bác sĩ lấy máu đo áp huyết. Thấy đúng bệnh chúng tôi tuyển vô trong. Bây giờ mình không cho người ta làm đám cưới, mà trong khi đó Phật có dạy những phương pháp vợ chồng ứng xử với nhau.
không có cái đám cưới mình nói đó với ai. Cho nên khi có đám cưới tới, lấy kinh Thi Ca La Việt, kinh mà của Thiện Sanh, Đức Phật dạy chồng đối với vợ có 5 điều, vợ đối với chồng có 5 điều, lấy cái bài kinh đó ra mổ sẽ giảng dạy cho một cặp vợ chồng mới cưới. Rồi khi mà có đám tang thì mình lấy kinh Vô Thường, lấy những bài giảng về vô thường, lấy những cái bài giảng sâu sắc hơn về sự sanh diệt sống chết để mình cảm hóa người ta. Thấy không? Rồi người ta, bất cứ người ta có những cái gì, Phật đều có những bài kinh hết. Nếu chúng ta có nghiên cứu, chúng ta có học tập, thì chúng ta sẽ lượm được những bài kinh đó, rồi chúng ta chia ra để dành đó. Ai tới với mình phương diện nào, mình lấy cái đó ra mình chỉ dẫn cho người ta. Bởi vì mình là con người có phương pháp, chứ không phải chùa, không phải đám cưới mà cũng không phải đám hỏi. Không, chùa không có cái gì. Chùa là chỗ tu. Mà chỗ tu là gì? Là cái chỗ chuyển hóa. Thì bây giờ người ta đến với mình thì người ta nhận cái pháp chuyển hóa. Cho nên cặp vợ chồng trước khi qua đây, con em chạy lên: con hôm rồi con đi dự đám cưới của bạn con, mà con thấy thầy làm đám cưới đơn giản mà thầy nói nhắc nhở hai vợ chồng bạn con hay quá, con cũng muốn vợ chồng con cũng được vậy, cho nên tháng 1 này đăng ký đám cưới. Thì nhờ cái đó mà mình mới có cách mà đợi cho nó sập đổ hư hao, đem vô đây cực hơn, đúng không? Trước khi nó cưa gỗ tùm lum, mình chỉ cho nó đi, cưa kiểu này đúng nè, đóng kiểu này trả đúng nè, nó đóng trật tùm lum hết trơn, vô đây mình ngồi mình tháo, mình chỉ nó còn cực hơn nữa. Rõ ràng như vậy. Có Phật pháp là có phương pháp. Mà có phương pháp thì tại sao nó không chỉ người ta trước đi? Đợi người ta hư sập rồi bắt đầu đem vô nói: sao không gặp tôi sớm? Vậy mà người ta tới cái nói: ở đây không có chữa bệnh, bác sĩ mở văn phòng để chữa người lành mạnh khỏe khoắn thôi sao? Không có ông bác sĩ nào mà treo bảng trước cửa phòng: nơi này không nhận bệnh nhân, chỉ nhận những người khỏe. người ta không, người ta bệnh người ta mới tới đây. Nhưng mà bệnh nó có nhiều loại bệnh: bệnh thân, bệnh tâm, bệnh nghiệp. Bệnh thân thì mình hướng dẫn người ta uống thuốc, nhưng mà nhiều khi thân bệnh nó cũng do tâm bệnh. Không, nhiều khi chỉ cần chuyển cái tâm là cái thân nó khỏe. Mặc dù mình có thân bệnh đi nữa, mà cái cách tư duy, cái cách nhận bệnh của mình đó, nó positive, đó, nó tích cực đó, nó cũng giúp một phần cho cái thân. Cho nên nếu mà mình không có cái phương pháp trị tâm đó, thì thân nó cũng ảnh hưởng. Rồi cuối cùng thân tâm bệnh chữa xong rồi giúp cho cái tâm bệnh, mà thân tâm không được chữa nó thành nghiệp, cho nên gọi là nghiệp bệnh. Bệnh nó có 3 loại: thân bệnh, tâm bệnh, nghiệp bệnh. Mà thân bệnh một phần là do tâm. Nhiều người sống u uất, khổ đau lâu ngày, nó thành những cái khối bệnh tật trong lòng. Và khi những cái khối bệnh tật đó nó nặng nề rồi thì họ cũng biết được do đâu, chứ họ buồn rầu còn hơn, thì cái nghiệp đó nó không có giải được. Ngài Xá Lợi Phất dạy tư duy quán chiếu. Trong cuộc sống này có những người, người ta hành động không dễ thương, nhưng lời nói dễ thương. Có nhiều người lời nói dễ thương lắm, nhưng mà hành động chưa được. Mình là người trí thì đừng bận tâm tới cái hành động của người đó, mà mình chú ý vào cái lời nói của người đó, để mình thương người đó. Tại sao? Ít ra người này cũng còn chỗ để thương. Thấy không? Là lời nói. Các nếu có một ai đó mà hành động không dễ thương, nhưng lời nói lại dễ thương. Con người mình á, mình hay muốn tìm phước. Nhưng mà phước của mình á, nó cũng có phần, chứ đâu phải là mình đâu có toàn phước được. Thí dụ có nhiều khi mình phước á, được cái thân tướng đẹp đẽ, cao ráo, trang nghiêm, nhưng bù lại mình không có cái phước về trí nhớ. Mình có một cái phước là tiền của đầy đủ, nhưng không có cái phước tình cảm vợ chồng. Nhiều khi mình được cái phước tình cảm vợ chồng, nhưng mình không lại được có, không có cái phước con cái. Nói nó không biết nghe, mà nó luôn luôn nó chống mình.
Tất cả những cái đó nó có cái phước, cái nghiệp của nó trong đó. Thành thử ra mình phải nhận ra từng cái phần phước. Thí dụ bây giờ mình nhận ra là mình có cái phước vợ chồng thì thôi, trước hết là ghi nhận cái đó và mình mừng với cái phước đó, là vợ chồng không có thường gây gổ mà sống rất là hài hòa. Ráng tu tập để tăng cái phước này nữa. Nhưng ngược lại, giờ nhìn lại mình không có phước con cái thì mình biết đây là cái chỗ mình phải tu. Cũng giống như nhà mình thôi, cái gốc này nó đã lành lặn không có gì hết rồi, thôi mừng với chỗ đó, nhưng mà nhìn qua gốc này nó bị dột thì giờ ráng làm sao kiếm chỗ mà tu sửa chỗ này, tại vì nó dột. Tâm con người mình, đời sống mình cũng vậy, thế mình được cái phần này thì thôi mừng và ráng tu tập thêm chỗ này, ráng đừng để nó dột. Còn chỗ này mà nó đã dột thì mình phải ráng làm sao, ráng để kiếm cách để đừng làm nó tiếp tục nó dột. Thì cái này cũng là một dạng tinh tấn. Chúng ta cũng vậy. Mình á, nhìn con người họ được cái phước á, mà hành động không dễ thương. Họ được cái phước là lời nói dễ thương, chỉ có điều họ không có cái phước ở cái mặt hành động thôi. Mình là người có cái phước, mình biết nhận ra anh này có hành động không dễ thương nhưng lời nói dễ thương. Nếu mình không có cái phước nhận ra đó thì mình trách móc người đó 100%. May thay mình nhận ra được, nhiều khi mình chưa có tu hành gì nhưng mình nhận ra được cái anh đó hành động thấy ghét lắm, nhưng mà được một cái lời nói được dễ thương. Mình cũng phải nhận ra mình có cái phước, mình nhìn ra được người ta có cái đó để làm gì, để đừng có phiền giận người đó, mà phải biết thương cái lời nói của người đó, đừng quan tâm hành động của người đó. Có bao giờ mình có phát hiện con mình á, nó rất là ngọt ngào, nó dễ thương, mà lâu lâu nó hành xử thấy ghét lắm. Nhưng mà mình đâu phải vì cái chỗ đó mà mình hận con mình đâu. Các bậc cổ đức hay dạy mình á, mình hãy tập làm sao mà mình thương mọi người xung quanh mình giống như mình thương đứa con của mình vậy. Tại vì thường thường mình thương con mình là thương vô điều kiện. Thương con mình là mình thương vô điều kiện. Chẳng những thương con vô điều kiện mà tìm mọi cách để bào chữa, để bảo vệ cho con mình. Có không? Có. Nhiều khi mình thấy đứa con mình nó dở chỗ nào đó mà ai nói gì mình không có muốn. Tự trong lòng mình biết nó dở nhưng mình không muốn ai đụng cái dở của nó. Rồi mình tìm cách mình bao che cho đứa con của mình. Đó là tình thương của người mẹ. Tình thương của người thầy. Người thầy có đệ tử. Và đệ tử mình biết nó có những cái dở chỗ đó. Nhưng mà không bao giờ mình để cho người ta chê trách cái dở đó. Mà mình tìm cách mình bao che. Thôi kệ nó vậy mà nó tốt. Mình nói làm sao để cho mình cảm thấy rằng nó vẫn là con của mình. Thì các bậc xưa giờ hay nhắc mình, nếu mà mình được cái tâm thương con mình như vậy là rất tốt. Và hãy đem cái tình thương đó mà trang rãi cho mọi người. Có những người, người ta không có được cái phước trọn vẹn. Mình phải nhận ra rằng không ai muốn mình dở hết, ai cũng muốn mình là người tốt hết. Nhưng mà đâu phải mình muốn mà được. Nhiều khi cái hoàn cảnh, nhiều khi cái môi trường, ví dụ như lỡ mình hồi nhỏ mình ở cái xóm mà người ta hung dữ quá, làm sao mình, con mình nó hấp thụ cái điều hay được. Tại vì nó chơi với hàng xóm, người từ đầu xóm cho tới cuối xóm là người ta chửi thề, người ta đánh lộn, người ta gây gổ, thì nó bị influence, nó bị ảnh hưởng cái đó thôi. Nhưng mà nếu như mà nó ở một cái nơi chốn mà người ta nói những lời hiền lành, nó đều có cái sự ảnh hưởng. Đó, bây giờ quý vị thấy con mình không? Cháu mình không? Hồi lúc mình giữ nó đó, nó nói tiếng Việt rất là giỏi, nó ngoan lắm. Tới hồi lớn lên mà nó đi học cái nó về nhà nó tiếng Anh không. Mà bây giờ gần như là nó không có nghe lời mình giống như xưa. Tại vì nó lớn rồi, nó có những cái tư duy, nó có những cách sống và nó có những cái ảnh hưởng. Một cái cây nó đâu thể nào mà nó sống mình, nó không nhờ đất, không nhờ nước. Mà thậm chí nó lên rồi, nhưng mà chỗ đó nó trống trải quá, gió lớn quá, cũng làm cái cây đó nó méo mó đi nữa, chứ đừng nói. Cho nên rốt cuộc khi nó lớn lên, mình lại phải kiếm những cái cây
mình chống nó để make sure cái cây đó không bị những cơn gió nó lung lay. Quý vị cứ thấy những cái vậy đó. Cuộc sống tu hành của mình nó không ngoài kinh điển. Mình phải đem con mắt mình nhìn, mình tư duy tất cả mọi việc trong cuộc sống, rồi mình tìm ra được đạo lý ở trong cuộc sống của mình. Tu tập nó vậy thôi. Pháp Hòa đi vòng vòng thăm Florida, thấy người ta trồng cây. Có những nơi người ta bắt đầu mới trồng những cây dừa. Người ta dựng ba cái cây lên, người ta giữ nó. Mặc dù nó lớn vậy đó mà vẫn phải có cây để giữ. Pháp Hòa đi ngang thấy vậy cũng mỉm cười. Lớn cỡ nào lớn ngàn, nhưng mà mới trồng cũng phải giữ. Phải không? Bây giờ tôi 50 tuổi rồi, tôi vô chùa tôi tu. Anh chỉ lớn tuổi đời thôi, mà con đường đạo anh cũng còn non lắm. Cho nên anh vẫn phải cần ba cây giữ anh. Cây giới, cây định, cây tuệ. Anh vẫn cần giữ. Mình không cần biết mình cỡ nào, vẫn cần ba lại. Lại Phật, lại Pháp, lại Tăng. Lòng không có tam bảo, tu tập không có giới định tuệ, trật lắc hết. Tại vì việc làm nào mà thiếu đạo đức, thiếu nhận định, thiếu tĩnh lặng, cái đó chưa chắc là chân lý, việc làm tròn thiện. Cho nên mình phải thấy rằng không ai trong cuộc đời này mà muốn mình dở hết. Nhưng có nhiều khi cái hoàn cảnh nó đẩy đưa. Không nhiều lúc đó, không phải hàng xóm nữa, mà ngay trong gia đình. Cái cách sống của cha mẹ, của ông bà, của anh chị ảnh hưởng đến em út, ảnh hưởng đến con cháu hết. Chứ đâu phải không. Phải có môi trường. Cho nên đó, một trong 38 điều phước ở trong kinh Phước Đức đó, sống trong môi trường tốt là một cái phước. Cái kinh Phước Đức đã nói lên tới 38 cái phước đó. Trong đó có một cái phước là sống trong môi trường tốt. Mà nếu mình sống trong môi trường tốt mà được cái phước đó là được tạo tác nhân lành. Được thêm cái phước là được đi trên đường chánh. Đó, những cái câu đó là phước không đó. Rồi quý vị đếm hết trong đó là 38 phước. Cho nên thỉnh thoảng cái nó được gọi là kinh 38 pháp hạnh phúc. 38 điều phước. Nói vậy để làm gì? Để chúng ta, nếu chúng ta không chọn được cái phước, nhưng chúng ta có phước phần. Cho nên kêu là phần phước. Có nhiều khi nói thôi tôi không có phần phước này, nhưng mà ngược lại tôi có phần phước kia. Cho nên mình là người tu tập, có lòng từ bi, có trí tuệ, thì chúng ta nhận ra tội nghiệp. Thấy không? Tội nghiệp người đó làm sao? Có cái hành động không dễ thương, nhưng lời nói dễ thương. Mà lời nói dễ thương gọi là phước nghiệp, còn hành động không dễ thương gọi là tội nghiệp. Trong cuộc đời này mình gặp ai có gì khó khăn tội nghiệp mà mình quên có một cái phước nghiệp. Ví dụ người đó đi đâu ai cũng thương thì gọi là gì? Phước nghiệp. Còn mở miệng ra cái người ta chửi kêu là gì? Tội nghiệp. Nhưng mà đa số mình có thấy tội nghiệp không à? Mình không thấy cái positive để mình phước nghiệp. Bản thân mình cũng vậy thôi. Mở miệng ra cho tôi tội nghiệp lắm. Hỏi sao tội nghiệp nhưng quên phần phước nghiệp. Than tới đâu người ta nghe tới đó. Than mà có người nghe là cũng phước đó nha. Có nhiều khi than mà người ta nói thôi cho rồi không có than nữa. Cho nên người nào có hành động không dễ thương nhưng lời nói dễ thương, kẻ trí không buồn, người đó. Như Pháp Hòa nói, tại sao mình không buồn? Vì mình lấy cái tâm mình. Mình nhận, đây là cái cách và thực tập á, là Pháp Hòa thấy rằng mỗi người ai cũng có cái phần phước của họ. Họ có được cái phước hành lời nói mà họ chưa có cái phước hành động. Nhưng nếu mà mình từ chối người đó, mình không tiếp nhận người đó, thì mình mất đi cái phần lời nói của họ. Mình cần nhân sự mà. Mình cần nhân sự mà. Cho mình cần chiêu hiền đại sĩ mà. Cho nên mỗi người người ta có một cái phần của người ta tiếp nhận cái đó. Cũng giống như Phật tử tới chùa cúng dường thôi. Người cúng đậu hũ, người cúng rau, người cúng dầu, người cúng đường, thì tất cả đều có được. Quý vị có ăn kiểm chưa? Biết cái món kiểm của miền Tây không? Ở dưới quê Việt Nam miền Tây á, là mỗi lần người ta đi chùa người ta đâu có tiền bạc cho người ta cúng đâu. Nhà nào trồng đậu đũa cái cầm bó đậu đũa đi theo.
Người nào trồng bí đỏ thì cầm bí đỏ theo, người nào cầm bầu, trồng bầu thì cầm bầu đi cúng, đem một bó đậu đũa xào thì không ăn được bao nhiêu hết, hai trái bí đỏ đâu nấu được cái gì, thôi bây giờ đem hết mấy cái đó vô, cho vô một nồi nấu. Cái kêu chè kiểm. Hỏi ta sao kêu chè kiểm, mỗi lần vút lên ăn kiểm muốn chết, quá trời món. Đậu phộng, món này món kia. Quý hiểu ý ha. Thành thử ra mình phải nhận rằng thể người này được cái này thì sẽ khuyết cái khác. Thôi thì cái thân này nè, cái sức khỏe này nè, đôi khi còn khuyết bởi muốn uống thuốc bổ đó. Thấy không? Chỗ mình uống thuốc bổ đây chi, chỗ nào nó khuyết bổ vô. Từ cái viên vitamin A tới Z, mình thiếu vitamin nào nhờ viên này nó bổ vô. Mà hãy cái nào mà mình thiếu trọng nữa thì mình uống nó đặc biệt hơn. Thì cuộc sống của mình cũng vậy thôi. Lâu lâu phải mở tủ ra coi nhà còn gì, thiếu gì để đâu đi mua đắp vô. Con người nó cũng đâu khác gì đâu. Đâu không? Mình lâu lâu mình kiểm lại coi mình thiếu gì. Có nhiều khi mình chỉ cái gì mình cũng có mà chỉ có thiếu cái lòng thông cảm thôi. Cho nên rốt cuộc không có bạn. Tại vì mình cái gì cũng perfect, mình cho mình là perfect, mình cho mình là tốt. Rồi mình thấy ai cũng thiếu hết trơn cái rồi mình không từ, mình từ chối rốt cuộc á. Cái gì mình cũng có cái này mà không có người thân. Cho Phật dạy cái bài kinh là hay lắm nè. Nếu mình chỉ bố thí cho người ta tiền của mà không kêu gọi người khác cùng chung làm với mình, mình chỉ được phước quyền của mà không có quyến thuộc. Cuộc sống mình gần như không có bạn bè, không có quyến thuộc. Nhưng mà ngược lại, nếu chỉ kêu gọi người khác cho mà mình không cho thì mai mốt mình vây cánh rất nhiều mà mình không có gì hết, tại mình đâu có thấy. Nhưng mà ngược lại, nếu mình vừa cho mà vừa kêu gọi, mình vừa có của có phước mà vừa có quyến thuộc đó. Tại vì cái nhân gì thì cái quả nó là vậy. Ngày hôm qua có một câu hỏi, có nhiều người á, tại sao có cái câu hỏi này vui lắm. Ngày hôm qua hỏi trên Minh Đăng Quang, có người á đi chùa chỉ tụng kinh niệm Phật không làm việc, có nhiều người chỉ đi chùa làm việc mà không tụng kinh. Có nhiều người cuối cùng hỏi gì phải không? Có nhiều người đi chùa không tụng kinh, không ăn uống, không nghe pháp, không làm việc, không cúng dường, chỉ đi vòng vòng thôi. Mỗi người mỗi duyên và mỗi người mỗi phước. Mình tạo cái nhân gì thì cái phước đó, phải không? Nhưng mà nghĩ cho cùng nè, cho dù họ không có những cái kia, không cúng dường, không ăn cơm, không tụng kinh, không niệm Phật, nhưng họ đi vòng vòng, mà đi vòng vòng ở đâu? Trong sân chùa. Cũng còn đỡ hơn họ vòng vòng ở quán bar, họ vòng vòng ở casino, phải không? Cho nên mình phải nhìn tất cả mọi người và tiếp nhận cỡ nào họ cũng tốt hết. Hay là cái người mà họ được cái lời nói mà họ không được cái hành động thì thôi, bây giờ mình bận tâm chi. Nhưng mà họ sẽ chuyển hóa, tại vì họ dù sao họ cũng được tiệp mình rồi. À, nếu mà mình là có cái người có biết tu tập chuyển hóa thì từ từ họ chuyển theo. Còn nếu mình bị dở nữa là họ chuyển mình. Điều thứ hai nè, nếu người nào mà lời nói không dễ thương nhưng hành động lại dễ thương, thì nếu kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận người đó thì mình phải biết cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi. Bây giờ ngược lại, người đó lời nói không dễ thương nhưng hành động lại dễ thương thì cũng cách ý dễ thôi, cũng quán chiếu dễ thôi. Tại vì cuộc sống này mình đã nói rồi, hễ mình được cái này thì mình phải khuyết cái khác. Cũng giống như vậy nè, hễ Pháp Hòa mà xách giỏ đi vậy hoài thì mấy vị vui, nhưng mà nhà em không có em. Nhà em loạn. Bây giờ làm gì, mình đâu thể nào mà mình trọn vẹn được, phải không? Mà đi xách giỏ đi chơi hoài thì nhà nó phải có chuyện thôi. Còn nếu giống như quý vị có cái tiệm mà cứ qua nhà hàng xóm ngủ cà phê hoài, tiệm tụng không ai lo,
thì nó phải khuyết, mình được cái này mình khuyết cái khác. Cho nên mình phải thấy được cái đó. Trong cuộc sống của chúng ta có những người, người ta được cái này người ta mất cái nọ. Nhưng mà với lòng từ bi, trước hết mình hãy ghi nhận những cái tốt. Để làm gì? Trước hết là được cái lần là thương cảm người đó. Rồi cái chuyện chuyển hóa người đó tùy vào cái khả năng tu tập và tình thương của mình. Một bệnh nhân á, khi họ đến với mình á, mình không biết mình có chữa bệnh họ được không. Nhưng mà rõ ràng là mình khám ra là mình biết họ có bệnh. Nhưng bây giờ mình chưa có xác định là mình có thể chữa được không, nhưng đâu từ chối họ liền. Thôi anh cứ tới trở lại đi, để tôi cho anh uống thử vài thang thuốc này coi làm sao. Nhiều khi họ không hết bệnh, nhưng mà họ ít nhất họ cũng có thể họ giảm bệnh, hoặc là họ giữ được cái mức đó, không để tăng trưởng. Điều thứ ba là người, nếu một người nào đó hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, nhưng trong tâm họ còn một chút dễ thương. Cái này cũng nhiều đó. À, hồi đó Pháp Hòa có một chú đệ tử. Chú này thì nghịch lắm. Trời ơi, chú đi học đó hả? Mới vừa chở chú đi học xong, Pháp Hòa quay xe trở về á. Sáng là Pháp Hòa 8 giờ rưỡi là chở đi nha. Chở một xe 8 chú vậy đó. Drop hết trường này trường kia mà quay về tới nhà là khoảng 9 giờ rưỡi sáng, gần 10 giờ. Mới vừa bước vô phòng để cái chìa khóa mà thấy trường học nó gọi vô nữa là biết rồi đó. Lên rước ổng về. Tại ổng quay quá. Đến mức độ là quý vị biết không, nhiều khi á, chú đang ngồi vậy chú cầm cây chú đánh một cái người sư đệ. Một cái cây mà nó dấu đỏ vậy. Tại sao con làm vậy? Con muốn thử coi nó đau không? Quý vị thấy dễ sợ không? Rồi có ông mà lấy lửa đốt thảm. Thảm trong phòng đốt thảm. Rồi Pháp Hòa về hỏi tại sao đốt thảm đó, con muốn thử coi nó cháy không? Đi học á, Pháp Hòa làm lunch. Mỗi tối là làm cả chục cái phần trưa đi học vậy đó. Ông thì ăn bánh mì, ông thì ăn cơm. Có những ông không ăn đồ Tây. Mình á, thì không muốn mấy chú ngày nào cũng ăn giống nhau. Cho nên luôn luôn suy nghĩ đổi món và chế tạo những món ăn cho mấy chú đi học. Cực khổ vậy đó. Đem đâu ăn nhét giường hết. Cái bữa nọ đi học cái mình nhà dọn phòng á, lâu lâu phải vô phòng móc rác rồi xếp quần xếp áo mấy ông. Vô dở giường lên 13 phần lanh bánh mì nhét ở dưới giường á, móc xanh lên hết vậy đó. Pháp Hòa ông nói vậy, cầm 13 ổ bánh mì để đó. Ổng đi học về kêu ông lại, nói này của ai vậy? Bắt đầu ông biết của ổng rồi không? Nó của con. Nó thôi giờ con chịu khó con ăn nha. Nó ra đâu được, nó hư hết rồi. Và tại sao cái lúc nó chưa hư con không ăn? Thì mình nói như vậy, nhưng những cái chú đó nhiều khi mình nghĩ nó không có cái gì hay phải không? Nhiều bữa chủ nhật chiều tối lễ lạp rồi xong nó mệt á, đi vô phòng mấy chú nằm. Trong khi mình nằm như vậy đó, cái chú thấy mình gác cái tay mình tạm nghỉ vậy đó, chú lại chú lấy cái mền đó, chú nhẹ nhẹ chú đắp cho mình. Thì trong khi mà chú đắp như vậy thì mình giật mình nhìn lại thấy chú. Tự nhiên mình thấy Phật nói đúng, thấy không? Có nhiều đứa hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, mà trong tâm nó thỉnh thoảng lé lên chút dễ thương. Phật nói đúng không? Đó. Lớn lên á, Pháp Hòa nuôi mấy chú từ nhỏ lớn, mà lớn lên là Pháp Hòa cho quyết định hai kỳ. Nuôi mấy chú là từ 6-7 tuổi cho đến năm 13-15 tuổi thì Pháp Hòa sẽ cho một cái quyết định. Giờ con muốn tiếp tục ở chùa hay con muốn đi về? Rồi chú nào muốn ở chùa tiếp thì bắt đầu nuôi tiếp cho đi học, chú nào muốn về thì cho về. Đến khi 18-20 thì cho một quyết định nữa, giờ con tiếp tục tu hay con về. Thì cái chú đó lúc 18 tuổi thì chú quyết định chú đi về. Bây giờ á, dù lớn lên năm nay là 30-31 gì rồi, đi bất cứ ở đâu mà hãy có dịp đi ngang thành phố Edmonton là nhất định sẽ tấp vô thăm thầy. Pháp Hòa đi giảng ở đâu
mà chú ở gần đâu đó nhất định cũng sẽ liên lạc chạy tới thăm thầy. Thì mình mới biết rằng trong tâm khảm của chúng sanh có nhiều khi cái nghiệp lực của họ nó mạnh quá, nó lôi kéo họ, chứ bản thân không người nào muốn mình dở hết. Đại chúng nhớ vậy. Tại vì chính mình cũng vậy thôi à. Mình không bao giờ mình muốn mình trở thành một người mà bị người khác chê cười. Nhưng mà rất tiếc, mình làm tới đó thôi, không làm hơn được nữa. Và đôi khi mình làm nhưng mà thiếu Phật Pháp, thiếu học hỏi, cho nên mình nói mình làm nó có những cái gì, cái gọi là cái quá lố, để làm cho người khác buồn phiền. Chứ bản thân không người nào muốn mình dở, mình không dễ thương hết. Nhưng với người tu hành, vậy thì bây giờ mình tu cái gì đây? Tu là chuyển. Chuyển cái cách nhìn của mình, chuyển cái cách tư duy của mình, để mình nhận được người đó, mình nhìn được người đó, mình thương được người đó. Cũng giống như quý vị cầm cái máy chụp hình vậy đó. Không bao giờ người nào cầm cái máy lên là chụp, đều phải đứng canh. Canh xa, canh gần, thậm chí đứng méo tới, méo lui. Mà thậm chí mình hy sinh vì nghệ thuật, được một tấm hình đẹp, mình nhìn cái tướng người chụp xấu quắc à. Ông phải ngã tới, ngã lui, ông phải giơ tay, giơ chân, nhưng cuối cùng những cái xấu dở đó, những cái xấu đó của ông, để có được tấm hình đẹp. Không hy sinh là cái gì? Không có tâm là cái gì? Mình kêu chụp hình mà có tâm á, phải không? Rồi, giờ người chụp hình cực khổ vậy. Chụp xong đưa máy lại cái mình bấm zoom ra. 50 người mình kiếm ngay mặt mình ngó. Ê, chụp lại, tôi xấu quá. Có không? Như vậy là mình muốn mình nhìn mình cho đẹp không? Rồi rốt cuộc 50 người kia vì cái đẹp của mình mà chịu khó đứng trở lại. Nhưng mà khi tấm thứ hai thì mình đẹp, cái người kia lại xấu. Trời ơi, cái này kêu là khổ đế. Nhưng mà mình những lúc như vậy mình nhìn mình thấy được cuộc sống nó chan hòa, không ai muốn mình xấu. Chụp một tấm hình cũng phải zoom ra nhìn, mà miếu mình xấu là phải chụp lại. Có nhiều khi em đứng chỗ vậy nè mà em thấy cái cô đó, sao cô vô hoài à? Em thấy sao cổ lại quay thấy cổ nữa. Có nhiều khi mình tiện thì mình hỏi, không tiện thì chắc bà xấu rồi đó. Bà xấu mới chụp lại. Nhưng mà nếu mình không cảm thông là bực bội lắm, không? Không. Ai cũng muốn đẹp hết. Có nhiều lúc mình nói, coi lại có đẹp không? Nhưng mà em giả bộ hỏi vậy chứ, em hỏi cho em á. Nếu em không đẹp em cũng chịu chụp lại à. Chứ rủ quý vị quăng em lên Facebook sao? Hiểu chưa đó ha? Cho nên á, Phật Pháp không có rời thế gian. Nhưng mà cái đó không phải là một cái lý thuyết. Nhưng mà chúng ta làm sao chúng ta đem cuộc sống mình, đem cái tấm lòng của mình, đem cái trái tim mình vào trong mỗi việc, để mình hiểu, mình thương. Cũng giống như mình trồng một cái cây thôi. Trồng xuống rồi, cái ngày nào cũng ra mình ngắm. Ủa sao bữa nay cái lá này nó héo nè. Ô cha ơi, bữa nay cái trái này nó mọc rồi nè. Mình trồng cái cây mà nó có một cái trái, một cái hoa là mình mừng dữ lắm. Phải không? Cũng như thế. Mình tu mà mình thấy mình được chút xíu hoa, kết quả gì mình vui lắm. Pháp Hòa về đây, Pháp Hòa được thấy lại cây trứng cá. Mấy chục năm mới thấy. Hồi nãy đi ngang, ủa có cây trứng cá. Sư cô nói có con trái chín rồi. Pháp Hòa nói để dành trái đó cho em nha. Ăn lát em ra em ôn lại tuổi thơ. Hồi nãy giảng ra mất rồi. Chắc ai đâu đó rình rập nghe em hâm.
Thưa đại chúng là cái cách tu Pháp Hòa là vậy. Tức là mình đem những cái việc nhỏ nhặt trong cuộc sống, mình phát hiện ra chuyện tu hành. Dù khi mình đi ngang mà thấy trộn cái cây mình cố gắng mình trồng, bữa nay nó ra được cái nụ mình vui, bữa nay nó nở được cái hoa mình vui, bữa nay nó có trái mình vui. Chuyện tu hành của mình cũng vậy. Mình qua được một cơn giận, vui. Mình không còn buồn cái người đó, vui. Sau mỗi lần mình thấy trách người đó mà bữa nay người đó cũng làm việc đó mà mình bình thường được, mình không có nói, vui. Mình biết Phật Pháp thấm rồi, lời dạy của Phật bây giờ nó có kết quả với mình rồi, hạnh phúc lắm. Nếu mình sống mà mình đừng có đợi tới thành Phật, cứ thành mấy cái nhỏ nhặt đó trước. Những cái nhỏ nhặt này mình thành được rồi đó, chuyện thành Phật không có khó. Tại vì Đức Phật của mình cũng đã từng vô lượng kiếp. Ngài vô lượng kiếp, Ngài trải qua mỗi một kiếp, có thể Ngài tu một hạnh đó. Quý vị thấy có một kiếp Đức Phật làm con sư tử trọng pháp, vì trọng pháp mà phải bị người ta giết. Nhớ không? Đọc cái câu chuyện tiền thân đó. Cái ông đó mà ổng choàng cái bộ y lên để dụ con sư tử tới. Con sư tử thấy tướng của người tu thuyết pháp, con sư tử lết tới nghe. Ông thợ săn ổng giết chết con sư tử đó vì ổng muốn cái bộ lông của nó. Nó biết rồi, nó bị gạt rồi, nó bị người thợ săn lấy cái bộ y gạt nó rồi. Nó định vồ lên, nó xé xác cái người mà hại nó, nhưng nó dừng lại vì ở đó vẫn là hình tướng của một người tu. Đức Phật chỉ kể câu chuyện đó để nói lên cái tâm trọng pháp của Ngài chứ không có gì hết đó. Nhưng mà ở đây mà muốn nói là Ngài cũng trải qua vô lượng kiếp tu những cái chuyện rất nhỏ nhặt. Thì chúng ta cũng vậy. Trong đời sống này chúng ta cứ tập. Đời sống của mình là, quý vị để ý con người mình nó li ti dữ lắm. Tại vì chính mình cũng vậy thôi à. Nhịn tô bún của mình coi. Tiêu nè, ngò nè, nước chấm nè, ớt nè, gừng nè. Trời ơi, ăn con tô bún quá trời lúc chút. Thì cái cuộc rắc rối lúc chút của mình nó có gì đâu lạ. Nhưng mà không có cái này cái mình kêu là thiếu. Cho nên có một vị thiền sư ngày cứ nói: anh chỉ sợ một mai thành chánh giác. Thì còn ai theo bước chân em? Hiểu câu đó của thiền sư không? Đừng nói chờ ông thầy tu xong mà romantic quá. Chúng sanh còn khổ, tôi đâu thể nào chấp nhận ngôi vị thành Phật mà không theo bước chân của các vị. Tôi chỉ sợ một khi thành chánh giác thì còn ai lê theo bước chân em. Chữ em này không phải là chỉ cho một cô gái, mà để chỉ cho một chúng sanh còn đang đi trong sanh tử khổ đau. Mình là người tu, là cái người lăn xả thì không thể an hưởng của một mình, mà vẫn theo dõi từng nhịp bước của chúng sanh để cảm hóa họ. Phật giáo là phải đi theo được cái nhịp độ phiền não sanh tử của chúng sanh. Cho nên mình mới có khái niệm là gọi là phát triển, là mình Bồ Tát hạnh. Bồ Tát hạnh là gì? Là không ở yên một chỗ mà lăn xả mình vào trong các cõi của chúng sanh. Cho nên Đức Phật mình là ở trong các cõi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Ngài đều có mặt hết. Để muốn nói lên cái tâm tu, cái hạnh tu của mình. Cho nên cái người nào mà lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương, nhưng trong tâm vẫn còn một chút dễ thương, thì mình hãy thương một chút dễ thương của người đó. Mà mình nhận ra được cái chút dễ thương nó đó, mấy kia mình quên hết à. Trời ơi, bình thường ông la mình, ông khó dễ với mình ha. Mà bữa nào mình buồn ông coi, cái tự nhiên ông rót nước trà cho mình uống, cái rồi hết rồi đó, quên hết rồi đó. Không như vậy làm sao sống chung ở đời ở kiếp được. Không lẽ lỡ họ hở một chút cái đi xé giấy, phải không? Giấy nào mà xé cho nổi. Cho nên thay vì mình xé giấy, mình xé cái tâm phiền não của mình. Tại cái đó nó mới, mình chưa chuyển hóa được cái căn, cái gốc nghiệp, cái gốc phiền não của mình. Sống với ai cũng giống nhau thôi à. Cái quan trọng là mình chuyển cái nghiệp của mình. Rồi một người hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, mà trong tâm cũng không còn một cái gì để thương được hết,
thì người này còn phải thương dữ dội nữa. Tại chính họ là người khổ đau cùng cực. Họ muốn tốt lắm, họ muốn hay lắm, họ muốn giỏi lắm, họ không có gì để nói được hết. Họ không có cái gì hay để họ cho hết. Thì phải tội nghiệp không? Có cái ông đó, ông nói chuyện nghe không có được. Mà vợ ông biết cái tật ông rồi, cho nên dặn đó. Bữa nay ông đi ăn thọ bà cụ 90 đó nghe, làm ơn ăn rồi về giùm tôi, đừng có nói bậy nói bạ làm phiền người ta nữa đó. Ông ăn xong hết bữa tiệc, ông ra tới cửa rồi ông quay vô nói: nè, bữa nay tôi không có nói gì hết trơn nghe. Cái vợ ông con nói: ủa sao anh buồn gì nhà em mà anh không nói? Vợ tôi dặn tới đây không được nói bậy, nhưng mà thôi anh hỏi thì tôi nói. Đãi giờ tôi ngồi ở nhà anh, tôi ăn tiệc mà tôi nhìn, tôi thấy cái cửa nhà anh nhỏ quá, nửa má anh chết làm sao khiêng ra. Đó, ông nín hết nguyên ngày rồi đó. Cuối cùng văng ra một câu vậy đó. Người không dễ thương, người không có lời nói dễ thương, trong tâm cũng không còn gì dễ thương, hành động không dễ thương, người đó hoàn toàn không có gì hết. Có nhiều cái họ cũng muốn nói chơi lắm chứ, nói cho mọi người vui chứ, nhưng mà nói ra cái mít lòng người khác, làm cho người khác giận hờn. Tại vì khi họ nói họ không quán chiếu tư duy. Có nhiều câu chuyện vui mình nói, mà mình nói ra xong vui được người này mà người khác sẽ buồn. Thành ra câu chuyện vui cũng không phải lúc nào nói cũng được đâu, phải quán chiếu tư duy. Trừ khi nào mình vô tình. Còn nếu như mà mình đã hiểu biết cái nhân vật ngồi xung quanh đó là ai rồi thì phải dừng trước khi nói, để chúng ta không có làm cái người bạn của mình buồn. Nhưng ngược lại, một người nào mà lời nói dễ thương, hành động dễ thương, mà trong tâm người đó cũng rất dễ thương, mà kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận người đó, ganh tị với người đó, thì mình không phải là người có trí. Hồi nãy ba người kia thì mình giận không thôi, người qua tới người thứ này, người thứ năm là mình giận họ thôi mà cộng thêm ganh nữa. Mình giận họ mà mình ganh với họ nữa thì mình lại là cái người không có biết tu tập, không biết tiếp nhận. Người ta tốt nè, thì Đức Phật nói tại sao một người có nhiều cái dễ thương như vậy, một người tươi mát như vậy mà mình không có thể tới gần họ được, mà mình chẳng những mình giận họ mà mình còn ganh tị với họ nữa, thì mình sẽ không bao giờ tiếp nhận được một cái nguồn năng lượng gọi là tích cực cho họ được. Cho nên một người hành động dễ thương, lời nói dễ thương, trong tâm cũng rất là dễ thương, phải không? Thì mình phải biết thương người đó và học hỏi từ người đó. Nói tóm lại, Đức Ngài Xá Lợi Phất dạy, người hành động không dễ thương, lời nói dễ thương. Có nhiều người lời nói không dễ thương mà hành động dễ thương. Có nhiều người hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, nhưng trong tâm còn một chút dễ thương, là ba rồi. Người thứ tư là những người hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, tâm tư cũng không còn chút gì để thương. Mình phải thương, tại vì người đó là cực kỳ đau khổ. Thì cái chỗ buồn khổ, cái chỗ mà gọi là cô đơn rất gần với họ, ta không ai muốn tới gần hết. Quý vị cứ tưởng á, thí dụ như xã hội này có thể ruồng bỏ đứa con mình, nhưng người mẹ có bao giờ bỏ con không? Không. Quý vị đọc báo, quý vị thấy thỉnh thoảng có những người họ giết người, họ bị luồng bắt, cả thế giới có thể lên án chửi rủa họ, nhưng đối với họ, người mẹ của họ không bao giờ. Tại vì họ vẫn là con của tôi. Tôi chỉ biết tiếc rằng con tôi nó đã lạc đường sai lối, nó đã đi vào con đường tội lỗi. Tôi đành phải chấp nhận, nhưng mà tình thương của người mẹ không hề khởi tâm ghét bỏ đứa con. Chúng ta thương một đứa con mình như thế nào, lấy tâm này mà thương một chúng sanh xung quanh mình như vậy, dễ hay khó? Khó lắm. Khó lắm, phải dễ. Cho nên bây giờ thôi, chưa làm được cái việc kia thì giờ thương gì nè? Thương lời nói, hay thương hành động, hay thương tâm tư, thương gốc thôi. Không? Thương gốc thôi.
Mình thương một góc đen chi rồi mình từ từ mình mới thương. Cũng giống như mình ăn bánh vậy thôi. Món bánh nào lạ đó mình đâu có dám cắn mạnh đâu, cắn to, ăn chút thử coi. Được, mình ăn tiếp. Một người mà lời nói dễ thương, hành động dễ thương, trong tâm cũng rất dễ thương, thì chúng ta phải nên thương người đó. Chẳng những vậy mà còn học hỏi được từ người đó rất nhiều. Bài kinh thì dài và có đưa ra những ví dụ. Ở đây chúng ta học cái đại ý của kinh. Học đại ý của kinh để chúng ta ứng dụng. Rồi quý vị nào thích bài kinh này thì có thể copy. Nó chỉ có 2 trang thôi. Lấy cái phone của mình chụp lại cũng được, lưu trong cái phone. Lúc nào mình rảnh rỗi, ngồi đâu hay những buồn phiền thì chúng ta mở bài kinh này ra, chúng ta đọc lại. Đọc lại để không phải trả bài cho Phật, mà để nhắc nhở, để ôn tập. Đó là ý nghĩa tại sao chúng ta phải tụng kinh mỗi tối hay mỗi ngày, sáng, trưa, chiều, tối gì cũng được, miễn ngày đó chúng ta có một thời kinh. Thời kinh đó không phải là để trả bài cho Phật, mà để nhắc nhở cho mình. Mình review lại, mình ôn lại, để mỗi ngày cái lời kinh nó thấm, để khi hữu sự lời kinh nó đi ra, nó nhắc nhở cho mình. Hôm nay á, trong cái buổi sinh hoạt này thì Pháp Hòa chia sẻ bài kinh này để đại chúng thấy rằng có những lúc Đức Phật giảng những bài kinh rất cao xa, như kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Niết Bàn, kinh Bát Nhã. Nhưng những bài kinh đó nó thuộc ý nghĩa cao xa, chúng ta sẽ được học và sẽ tu tập. Nhưng đây là những bài kinh rất căn bản, và đặc biệt bài kinh này là do đệ tử của Đức Phật. Nhưng Ngài Xá Lợi Phất cũng không phải không tiếp nhận lời Phật mà ra được những cái lời này. Tức là tất cả chúng ta đều tiếp nhận cái gốc là từ cái lời dạy của Phật, rồi chúng ta uyển chuyển, chúng ta tùy duyên, chúng ta biết sắp xếp và trình bày một cái giáo pháp nào đó để cho huynh đệ đồng tu của mình được tiếp nhận. Và bài kinh này đã được lưu lại trong thánh điển, trong tam tạng kinh điển, để rồi ngày nay chúng ta có cơ hội đem ra ôn đọc trì tụng. Hòa thượng Sư Ông Làng Mai đã dịch bài kinh này với tên là Kinh Diệt Trừ Năm Phương Pháp Diệt Trừ Phiền Giận, hay là Kinh Diệt Trừ Phiền Giận. Quý vị có thể tìm những bản kinh đó rất là căn bản để mình có thể tu tập. Cảm ơn đại chúng đã theo dõi buổi kinh.